Xin chào tất cả mọi người cùng đến với xe 2 thế giờ Ví này em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe Tổng món bánh, chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Vinay Cho hai phiên bản Từ phiên bản số tự động bản đặc biệt Và bản số tự động bản tiêu chuẩn Khi mà sang tháng 4 này Chiếc xe Vinay nó thay đổi chương trình khuyến mại em nhé Chính xác hơn và cụ thể hơn Đó chính là tăng cường thêm khuyến mại Cho bản đặc biệt ạ Chiếc xe Vinay Sen nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Vios, Honda City hay là rất nhiều xe anh trường Việt Nam ạ. À? Ok đi vào chi tiết từng phiên bản nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ. À? Nó sắp bản cao cấp của dòng xe Hyundai Accent ạ. À? Với giá miết của chiếc xe là 542 triệu. Sang tháng 4 này thì đầy trung em năm bán bây giờ đang là 508 triệu ạ. À? Vậy thì chiếc xe Accent bản đặc biệt này Lão nội đang là 595 triệu Còn ở tỉnh thì 565 triệu Tỉnh áp thuế bên trăm thì 576 triệu Và ở Thế Minh thì 584 triệu ạ còn anh một giờ tốt hơn hay một khuyến mãi nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá còn trả góp thì đang là 195 triệu ạ Tỉnh thì đang là 165 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì là 176 triệu Và ở Thế Minh thì đang là 184 triệu ạ Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em Đó chính là thuế trước bạn Biển số, đăng ký, đăng kiểm Phí trường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Sen số tự động bản tiêu chuẩn ạ. À. Với ừ, giá miếc của chiếc xe đang là 502 triệu Sang tháng 4 này thì đại lý Trung An Long bà giá đang là 473 triệu ạ Giá tháng này thì tương đương tháng trước nhé Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn này Nó nó đang là 555 triệu Tỉnh thì đang là 526 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì 536 triệu Và ở Thế Minh thì 545 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 183 triệu Tỉnh thì đang là 153 triệu Tỉnh áp thuyền trăm 163 triệu Và ở Thế Minh thì đang là 173 triệu của. ở ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp Lát số hàng như nào Thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm hình thức trả thẳng trả góp đầu tư tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất ạ ok vậy giao này mình giới thiệu cho anh em về giá xe tổng vốn bánh cho chiếc xe Hyundai Sen rất là chi tiết cụ thể rồi vậy giờ này xin phép em sẽ dừng vào đây anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh nha để em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe tổng dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau để cho em sơn được chọn tài chính của mình tốt nhất Ok xin phép em sẽ dừng giờ đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em sát này của em ạ